Mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước đến đây ba anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe dành ăn. Thì hôm nay Thái với Tí Thi ăn bún riêu cua đồng với chả giò giòn gụm luôn. Mỗi ngày em 6 tô để mình cân coi. Đây. 900g. Ăn xong rồi trừ cái tô lại. 9g mà yếu chút xíu. Cái này hơn 900 hơn 800g. Cái này 900g. Rồi. Ăn xong rồi mình hạo cái tô lại coi như cái tô bao nhiêu trăm gram ha. Rồi. Vậy đó, rồi bây giờ coi như là mỗi con tô 900g. Hai anh em ăn trong vòng 30 phút ha. Rồi. Hết nước hết cái luôn. Nhưng mà hôm nay anh nói với anh em khi nào ăn không hết, anh không có chơi khuyến mãi giống như lúc trước nữa. Lúc trước anh hay khuyến mãi là thấy anh em ăn uống cực khổ quá, ăn không hết là anh phần thưởng anh tặng luôn. Nên bắt đầu từ đây sau anh em nào cũng vậy, anh cả anh ba Thí Hằng ai cũng được vậy hết, cho đúng lực ha. Ok, đứa nào ăn hết có 5 xị ông phơi với anh. Ăn đây. Hết mới được 5 xị anh sao? Đúng rồi, ăn hết mới được 5 xị, còn không hết thì được ăn thôi. À. Trong vòng 30 phút nha. À. Rồi Sơn cũng xin đại diện hai em, tổng mời cô ba chị bạn dùng bún riêu với hai em đó. Xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng bún riêu với em. Rồi ăn em, chú bị nha. Đây để xương, để xương để giữa ha, cho nó dễ nè, đó. Rồi chưa? Rồi. Chuẩn bị chứ? 1, 2, 3 trong vòng 30 phút. Bắt đầu. Cái chỗ bún riêu này là rất là ngon. Mình đi mua hồi giấc 4 giờ sáng. Lý do là 5 giờ là sẽ không còn. Chỗ này người ta làm mà người ta bán đắt lắm chứ người ta bỏ mối không à. Trong vòng 30 phút rồi hai em ăn hết không? Tôm riêu nào cũng nêu nghe nhé. Chả giò ha. Rất là ngon luôn. Cái này hai em nói mỗi em trên 3 kg. Cái tô này hồi nãy mình có hạo sơ là 300g. Chút xíu đây Tí với Thái ăn xong mình hạo lại coi. Đấy, như là tức là nãy có tô 900g, 800 mấy. Rồi mượn tô thôi xong. Thái xong một tô. Chưa được 300g. 300g yếu. Tức là tụi em ăn 3,5 kg á. Mỗi đứa 3,5 kg á. Thì cái tô yếu 200, yếu 300. Thì có tô 4 thì nó 300. Nó 900. Trừ 300. Còn 600. quá Thái ơi, Thái hai tô. Cái giò ngon quá. Ngon hả? Rồi bắt đầu tô thứ ba, tụi em không cần húp nước cũng được, húp được nhiều húp ha, để cho có thời gian cho nó nhanh chút. Nhiều khi anh sợ tụi em khúc cuối hơi chút đuối, hơi chậm. Rồi tôi bắt đầu tô thứ ba khỏi húp nước, thích húp thì húp, húp được nhiều húp. từ từ thôi, không gấp em, từ từ em, thời gian còn dài lắm em, thời gian mới có được 12 phút à, từ từ ăn. Thái mới là lần đầu ăn số lượng lớn, Thái chưa quen, từ từ ăn em, mới còn 12 phút à, còn có 18 phút nữa. Mình nghĩ là Thái chắc lần đầu ăn số lượng lớn, cũng chưa quen mấy, từ từ ăn em, thoải mái mà ăn. Của mình cũng đang nó ngọt thật ha, cua không? Thái này ăn nhiều lần số lượng lớn là Thái ăn quen, Thái ăn nhìn rất là ngon. Lần đầu ăn số lượng lớn, tôi xí xói cho em mà khỏi uống nước luôn Thái à tí à. Chắc mày là khỏi uống nước, xóm uống nhiều được rồi, húp nhiều được rồi. Quá hay, xong luôn. Còn hai em, tí còn hai em gửi, cố lên hai em ơi, 15 phút. Cứ thoải mái mà, còn 15 phút mà. Lần đầu mà Thái ăn số lượng lớn như là Thái ăn giỏi. Hết 4 tô rồi. Tí là đường cuốn luyện. Có lên chuột ơi. Rồi bỏ nước em. Lúc này bỏ nước được rồi. Có 3 tô đầu thôi. Tại số lượng quá lớn. Số lượng là hồi nãy là 600g, 35, 3,5 kg. Trừ qua trừ lại là đứa 3,5 kg. Có tô 900, có tô 850, có tô thì 200g, 300g yếu. Khi nào không nổi nghỉ vậy thôi. Với tao đầu hàng em ơi. Em mới à. Từ từ là mình quen à. Em mới ăn lần đầu nhiều khi nó số lượng lớn của ăn vô nhiều quá nó nột. Khi nào hết nổi thì giơ tay nghỉ. Đừng cố quá em. Còn ngon mà. Ngon hả? Rồi ok em. Em thử nó được bao nhiêu chứ em cũng no rồi đó, nhưng mà bún ngon. Ngon không? Rồi ok em. Có tinh thần chiến đấu là ok rồi. Giờ muốn no rồi, tại ngon quá nhưng mà ăn đâu có lẹ bằng chập đầu đâu. Đúng rồi, mới vô còn khỏe bằng máy còn trơn nha. Không thì em cứ ăn thoải mái đi, khi nào mà hết nổi thì nghỉ. Không sao, tại vì em mới lần đầu thì cũng phát chuyện bạn cũng nhiều khi cũng phải thông cảm thôi. Mới lần đầu đâu có chưa quen, thông cảm với em mà, không sao đâu. Cố lên Tiêu, cố lên em, còn một tô nữa, không có nước. Thì bên này là tí ăn hết 6 tôm này là tí vượt qua chính mình. 6 tôm này cũng chịch chèm 3,5 kg à. Tí với Thái nó ngang nhau, hai gà đá dừa. Quá ở quê mình bán tô bún đồ ăn quá trời luôn, quá rẻ em. Dạ, dạ. Tô vậy có 15.000 đó. Quá trời nhiều luôn. Tô 15.000. Bánh cống, giò heo, rồi súp cua, đủ loại. Cua nhiều lắm. Ừ. Chả đủ loại. Con tôm cuối cùng làm luôn rồi. Không rồi. Cho miếng nước đi, Bi ơi. Dừng quá tí rồi. Chắc em dừng quá nè. No quá chứ no. Nhiều quá chứ nhiều mà. No quá thôi nghỉ em. Ok nghỉ không sao. Tại em lần đầu mà. Dạ. Được rồi, vậy như được rồi. Thôi em xin dừng. Dừng thôi, rồi ok. Đấy bỏ mình lên ăn. Anh gán ăn đi, ngon mà. Hộp nước đi. Còn anh em ăn húp nước từ từ chậm lắm thôi. Coi cũng bắt hay. Hay no quá no, thật nhìn thấy tôi bún cái này em còn thèm luôn á. Rồi ok, bây giờ xí xói em. Dạ. Em ăn hết bún hết thịt nghỉ. Rau là bỏ luôn cho tóc hành. Chứ để em ngồi em nhơi cái mất thời gian của cô bác chị bạn. Coi cũng không có gì gọi là hứng thú luôn. Còn em muốn ăn không nổi thì nghỉ cho tao Hoàng nghỉ. Mình hả? Em cũng dừng luôn anh. Dừng luôn uống ăn nổi không? Dạ. Ok. À, rất mong cô bác chị bạn thông cảm chuột hết nổi. Thái thì ăn cũng như bằng cái chuột. Hai anh em ăn tài căng sức. Vậy là phần quà là anh lấy lại nha. Dạ. Thì mấy anh em mình cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe, dành năng, chào hẹn lại. Bye.